Shop furygaming.com, shop bán ạc Free Fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận ạc Free Fire VIP uy tín, chất lượng. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Pixelmon đại chiến. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like đến cái kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Trời ơi, ngồi trên cái đạp này á, mình không có thể mà vẫy tay chào được các bạn. Ủa sao được mà? Mình thấy được nhưng mà đi ra ngồi đây không thấy các bạn ơi. Cái tay nó mắc cầm vô cái mấy cái xe đạp rồi nè. Cái đây là một chiếc xe đạp mình mới chế tạo các bạn ơi. Đó, xe này kiểu thể thao. Hình như nó chạy nhanh hơn thì phải. Chiếc này nhanh hơn chiếc kia ta. Ui, nhìn cũng hấp dẫn các bạn ơi. Đó, này mình mới chế đó. Đứng cho nó quay được luôn nè. Rồi thì lâu lắm rồi mình cũng không có quay trở lại với cái series này nữa. Nói chung thì mình cũng đã tiến hành cho mấy em Pokemon của mình lên cấp hết rồi nè. Đó, khá là nhiều em đã đạt được cấp 100 các bạn ơi. Riêng cái em Rillaboom của mình á thì nó mới chỉ có tới cấp 81 thôi. Ui, và nó vẫn còn đam mê đánh trống bạn ơi. Ôi, bên kia là ông Monster kìa. Ui, ông đang làm cái gì bệnh đó các bạn ơi. Nghe nói bữa giờ Monster mạnh lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô và mở hộp đồ fan tặng các bạn ơi. Để mình coi tập ngày hôm nay mình sẽ được cái gì nha. Ôi, mình được rất là nhiều ball đó các bạn ơi. Và chúng ta có khá là nhiều Whip Ball luôn nè. Cùng với đó là Summer Ball. Và mình lại có thêm kẹo nữa. Các bạn rất là nhiều luôn nha. Đó, mình chỉ nhận mấy vật phẩm tượng trưng thôi. Không nhận nhiều đâu. Nói chứ cũng khá là nhiều đó bạn ơi. Và thì tập ngày hôm nay mình cũng lấy một cái Poképhone ra luôn rồi. Để mà tiện cho cái việc chúng ta có thể nhìn được PC nè. Rất là đã các bạn ơi. Ender là cái gì đây? Ender Chest hả? Có thể bỏ đồ trong đây được luôn. Wow. Ui, rất là hay các bạn ơi. Ngoài ra chúng ta còn có thể coi được ngân hàng nữa nè. Mình đã có được 44.000 tiền rồi nè. Rất là xịn sò luôn. Ủa, chúng ta có thể transfer được, chuyển tiền được luôn hả? Cái gì đây? Black Hat. Cái này là cái gì đó thì mình cũng chưa biết các bạn ơi. Cái này là tập tành làm hacker gì nè. Tiếp theo là trade machine. Hình như cái này là trade machine phải không các bạn? Nhìn nó khá là lạ ha. Và cuối cùng là hồi máu cho Pokemon nè. Ui, cũng rất là hay luôn các bạn ơi. Xịn với chữ hả? Thì bây giờ mình sẽ lấy cái này để mà thay thế cho cái PC nha. Và tự nhiên mình đã phát hiện ra một cái PC ở trong nhà mình rồi các bạn ơi. Hình như đây là cái PC mà lúc trước mình bị mất đó. Chắc mình sẽ đập nó đi ha. Ui, xịn vẽ chưởng ạ. Đồ của mình cuối cùng nó cũng đã trở về với mình rồi. Ngon lành. Mấy cái rương này á, chắc mình sẽ tiến hành chặt nó đi luôn ha. Tiền mua Diamond của ông Tính nè. Và ở đây thì mình có được một cái Shiny Lure, như là một cái Dragon Lure hả. Chắc mình sẽ cầm Shiny Lure đi hả các bạn ha. Chúng ta còn có cái nào nữa không? Hidden Ability nè. Ui, cái này cũng khá là hiếm đó. Cầm mấy cái này đi. Nói chung á là trong cái hành trình mà chúng ta đi kilo á, mình nên cần cầm những cái đó các bạn ơi. Để cho nó có cơ hội xuất hiện mấy em Pokemon mạnh đó. Ôi, hôm giờ không có ai mua đồ của mình hết các bạn ơi. Trời ơi, mấy ông này chắc bây giờ cũng khá là mạnh đó. Hello ông Fury. Hello ông. Lâu rồi mới gặp lại ông nè. Lâu vãi nồi ông ơi. Nghe nói bây giờ ông mạnh lắm đúng không? Bây giờ ông có con gì đâu. Này, tôi sẽ show nhẹ cái đội hình của tôi trông coi. Phải cá nồi á, con gì vậy? Ui, phải trưởng luôn. Ui, sao hàng xịn không vậy ông? Ơi sao không gì vậy? Không chơi nha. Cái gì mà mạnh quá vậy? Ôi, đâu có mạnh đâu ông. Hôm nay tôi với ông thử so tài nhau. Ông thách đấu tôi hả? Từ từ nha, để tôi chuẩn bị Pokemon cái đã. Ok ông. Này ông thách đấu tôi luôn, ghê ta. Rồi tôi nghe ông nói là ông là chùm server. Ok, xong rồi ông ơi. Giờ vô đây nha, vô luôn nè. Vô luôn. Đâu phải, vô. Cho Pokemon vô mà. Đây. Ôi, Mewtwo hả? Mewtwo cấp 100 luôn. Cũng xịn sò ta. Cái gì đây? Mewtwo với tôi. Ui, gì vậy? Lên Mew ra hả? Nhìn đã quá vậy. Ui, nhìn căng không? Ôi, Mewtwo con hà. Con này gãi ngứa tôi nè. Ui, không được rồi. Đổi thôi, đổi thôi. Ai chơi mà đổi. Ây da. Không đổi qua con này luôn. Ui, 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 xem chết nè. Vừa cái tập. Vừa cái tập nè. Ông dám thách đấu tôi hả? Ui, 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 thôi xong, thôi xong. Cái gì vậy? Đây nè, ông phải chịu sự trừng phạt của kêu ra. Ui sao không đánh được? Ây, cái gì vậy? Một hit chết queo luôn. Ui vậy cái chướng hả? Đây, để coi tôi giật điện ông nè. Nè tôi đổi. Ê, chơi mà đổi vậy? Điện với điện. Trời ơi, chị cái điện chơi mà ăn. Chơi mà đổi luôn. Nè, coi tôi đánh nè. À, ông đánh hả? Tôi đổi. Ông lên mega đúng. Ui ui cái gì cái gì quái cả mạnh nữa. Cái nữa thôi. Rồi không có cái nào nữa đâu ông. Lên mega chơi với ông luôn nè. Ui vãi rồi. Ui cái con này của ông nhìn đẹp vãi chữ luôn á. Nhìn xịn không? Nó ôi thôi xong luôn. Mạnh thiệt sự. Đây à. Đây hả? Quá đã. À lại trở về với con này hả? Midborn đâu nè. Căng nha. Ui thôi xong cô ông trâu quá hả? Ui nhưng mà tôi đánh ông thốn ông luôn kìa. Không sao không sao. Phải dùng chiêu băng thôi. Không sao. Ui ui một phát chết queo luôn cơ. Ok tôi chơi luôn. Chơi luôn hả? Chơi luôn cho mà chơi lại. Ui mạnh thực sự. À ôi con gì vậy? Ôi Absol hả? Absol mà tôi hết tiếng hóa mega được rồi. Ui nó vẫn còn mạnh vãi chưởng. Thôi xong rồi gãy ngứa luôn lần rồi. Ông sẽ biết tay tôi. Tôi đổi qua Pokemon khác. Ha thì ra con rồng đầu đỏ này hả? Biết luôn. Con rồng đầu đỏ mạnh lắm nha. Giỡn. Cái gì vậy? Cái gì mà mạnh vậy? Ui vậy what the hell. À lại là con này. Lại là con này. À không được rồi. Mạnh quá chữ luôn á. Những con Haxorus à. Đây tôi sẽ dứt điểm. Haxorus. Ôi con cuối cùng hả? Ui cuối cùng không? Con cuối cùng của tôi. Ui, đây nhìn nó mạnh quá vậy. Ác chủ bài nè. Ác chủ bài hả? Đau vậy? Ui ui. Xong. Đừng đây. Đừng mà. Đừng cái gì mà. Đừng cái gì. Đừng. Chú bài sao mà chơi lại nói người ta. Tôi có một skill khá là hợp lý nè. Skill chuẩn phải không? Ây da. Ui đừng. Cái gì? Chơi mà hồi máu. Sao? Thấy con ác kiểu bài tôi sao? Ui vãi nồi hồi máu luôn. Đầy báo lại liền nè. Một phát nữa nè. À một phát hả? Ây da ây da. Chết rồi. Căng quá vậy. Phải chỉ dùng chiêu này. Chiêu này là ông đi luôn. Ôi vãi cái chưởng à. Còn có một con nữa. Còn chiếc máu à. Ui căng thiệt sự luôn á. Hai bên Pokemon nhìn sẽ thực sự nữa chứ. Trận đấu mãn nhãn vậy. Mãn nhãn nữa kìa. Đánh mưa luôn. Đánh mà trời ông trời ông thấu luôn kìa. Đánh thấu trời luôn chứ. Ôi phải chữ là sao giờ ông mạnh vậy? Tôi đã luyện. Tôi lên núi tôi luyện 7749 ngày mà. Nó speed của bọn tôi giờ cao lắm. Nhưng mà chơi không lại ông ta. Ui vãi chướng luôn hả? Ôi con tôi đem con Latias này vô đánh không được gì. Latias này không được rồi. Cho nó vô trong phòng nghỉ thôi. Tôi đem con này ra tôi chơi với ông nè. Con này đâu lắm. Con gì không? Đó. Ôi ơi. Ôi vãi nồi. Corona hả? À con này nè. Ôi chết rồi sao con Raveler nó không chịu vô? Raveler nó bị bệnh rồi sao á? Con Raveler bệnh rồi. Nó bị bệnh không ơi? Không rồi. Tôi. Ui con Raveler nó bị bệnh rồi. Ui chết. Ôi ông tránh xa tôi ra đi. Vài bữa nó lầy hết cái server luôn á ông ơi. Ây da không sao đâu ông yên tâm đi. Tôi quăng ra thôi mà đó. Cái gì đâu? Cái gì vậy? Nguy hiểm quá. Ok có gì hẹn gặp lại ông lúc khác nha. Trời ơi, giờ mạnh với chữ đánh trở lại nữa. Bye ông. Ok. Hẹn ông nhá. Bye bye. Ok bye, khi nào ông mạnh ông nhớ quay lại tìm tôi nhá. Ok không nhá. Ok bye. Ui, ổng giờ mạnh vãi chưởng luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình đấu không có lại ổng luôn rồi kìa. Ổng kinh thiệt sự luôn. À, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt thêm một em nữa trong bộ ba ao hồ đó nha các bạn ơi. À, mình đã có Aziel cũng như là Mestric rồi. Để bây giờ mình sẽ kiếm UC nha. UC biome. Nó sẽ xuất hiện tại vùng Root Forest và thời gian là vào buổi trưa. Ok, mình sẽ lên đường qua cái vùng Root Forest nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ chọn cái dàn Pokemon này để mà luyện cấp nha các bạn ơi. Mình còn Mesprit nè, Aziel cũng như là Rillaboom và Hydreigon. Mình chưa có cho nó lên cấp 100 được. Có con hút hút nó ở đâu bên này nè. Đây, em boss đây các bạn à. Để mình sẽ xúc nó luôn nha. Xài cái tuyệt chiêu độc quyền của cái em Latias nha. Ui, xịn thiệt sự luôn các bạn. Latias, đây là hỏa lôi của mình đó các bạn ơi. Ui, một khúc máu luôn. Đây là chiêu độc quyền mà chỉ có Latias đó học thôi các bạn ơi. Đó là chiêu Mistborn này nè. Bấm sương mù. Ui, nó cho mình thêm một cái viên Randy nữa. Ngon thiệt sự luôn các bạn. Chúng ta lại được thêm Randy nè. Được 23 viên rồi. Chắc mình sẽ cho một em nào đó lên cấp luôn đi ha. Cho Rodrigon lên cấp luôn đi ha. Để mình coi mình còn em nào nữa không ta. Salamon, ui Salamon cấp 93 nè. Ui cho Salamon lên cấp luôn. Đây là Salamon hỏa ngục rồi bạn ơi. Salamon than chứ. Ok mình sẽ cho nó lên cấp 100 luôn nha bạn ơi. Trời nó mưa luôn rồi kìa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho em Rodrigon này lên cấp luôn nha bạn ơi. Nó đã đạt được cấp 88 rồi nè. Mình sẽ đẩy nó lên cấp 100 luôn. Luyện cho xong em này luôn đó bạn ơi. Ui lên cấp quá chừng luôn rồi nè. Rồi và bây giờ mình chỉ còn có 4 viên Ray Candy thôi. Chắc mình sẽ cho em Rillaboom lên cấp luôn đi ha. 4 viên cuối cùng. Và em này đã lên được cấp 85 rồi đó. Ok, giờ mình sẽ cất em Rodrigon trong đây nha. Để mình coi thử mình còn có em nào còn luyện cấp nữa không. Metagross nè. Metagross mình cấp thấp bởi chữ à. Cũng như là em Ampharos nữa. Hydreigon mình vẫn còn trên cấp 98. Ui, nãy mình quên cho nó lên cấp rồi. Ôi vãi chưởng luôn. Thôi, chắc bây giờ mình sẽ cố gắng tìm cái em UC nha. Nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Root Forest này nè. Và thời điểm là vào buổi trưa. Nó sẽ xuất hiện gần những cái hồ nước đó bạn ơi. Đó, mình sẽ cố gắng kiếm những cái hồ nước đi. Ui các bạn ơi, UC nó chịu xuất hiện rồi nè. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua thu phục nó luôn nha. Mình mới vừa test chiêu cái em Hydreigon này. Rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Ôi, cái con UC của mình nó trốn ở đâu rồi? Ui, đừng nói là một em tí hon nữa nha. Ui, đây các bạn ơi. Vẫn là UC Shadow. Con này thì mới cấp 50 thôi. Để mình spawn sweep cho nó còn một máu coi. Ui, lại gặp em này nữa. Nhưng mà sao nó tí hon nữa vậy? Nó rất là giống cái em Aziel của mình lúc trước luôn đây. Cái chút xíu bạn ơi. Cái con cá này mà đi qua nó nuốt nhầm UC là xong luôn đó. Hết bắt luôn đó bạn ơi. Giờ thì chắc mình sẽ xài cái quả Whitbone trước đi ha. Ơi, cũng khá là ngon lành cành đào đó bạn ơi. Ôi, ngon quá chưởng ha. Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Không ổn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ xài luôn cái quả Diabone đi ha. Tại vì em này đang ở dưới nước. Ôi, chết rồi, mình không có đem Diabone. Ơi, xài Diabone vậy. Diabone hôm nay các bạn tặng mình rất là nhiều luôn. Chắc mình sẽ xài luôn quả này nha. Trời, nó mà muốn chiều luôn rồi các bạn ơi. Trời, nó cũng sắp tối luôn rồi. Ui, vẫn chưa được luôn. Khó vậy ta. Chắc mình sẽ chuyển qua Dustborn thử ha. Trời nó cũng đang tối mà. Cho mấy quả Dustborn thử coi. Không biết có thành công nữa. Dustborn không được luôn rồi. Ơi, lại là Dustborn nữa các bạn ơi. Em này nhìn siêu tí hon luôn nè. Ui, Shadow gì mà nhìn nó đang thua vậy. Ui, và lần này yes, cuối cùng bắt được các bạn ơi. Ui vãi chưởng à. Tốn khá là nhiều bo luôn. Để mình bộ cái heal coi. Xài cái bộ cái phone này á, nó rất là tiện lợi nha các bạn ơi. Cũng rất là ngon lành ha. Thế bây giờ mình sẽ bỏ em Latias vô đi ha. Latias thì mình đã có em Hydreigon để mà làm cái Pokemon bay thay thế rồi. Lấy UC ra coi. Đây là UC mình bắt bằng Talon nha các bạn. Bắt hơi lâu một xíu thôi. Nhưng mà nó thành công. Ok, bộ cái heal. Đúng. Ok hiểu bằng cái này chứ. Mình cứ quen dùng lệnh hoài các bạn ơi. Đây, xịn sò chứ kìa. Cấp 50. Chắc trong thời gian offline mình sẽ tiến hành luyện cái em này lên cấp nha các bạn ơi. Thì nó cũng rất là xịn sò luôn. Giờ thì chắc mình sẽ đi bắt tiếp mấy Pokemon coi. Ở bên đây có một ông NPC cảnh sát này bạn ơi, sẵn chắc mình cũng sẽ đi luyện cấp cho mấy Pokemon của mình luôn. Ui, này mới cấp 86 thôi. À, khá là ngon các bạn. À, Arcanine, ông cảnh sát lúc nào cũng có Arcanine hết. Mình sẽ xài Outset nha. Đó, đây là chiêu hệ rồng rất là mạnh luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà nó sẽ tự động xài 2 hiệp luôn đó. Nó hơi lâu một xíu. Tại vì chúng ta sẽ không có thể mà điều khiển được nữa. Rồi bây giờ lại tiếp tục Outset nữa đi. Ui chết. Con này nó là Pokemon hệ tiên thì phải. Cho mình sẽ xài chiêu khác nha các bạn. Mình sẽ đổi qua em Hydreigon nha. Đó, em này cấp 98 luôn mà. Hành nó thoải mái luôn các bạn ơi. À, Green tiếp đi ha. Đó, một khúc máu luôn. Nó xịn xò. À, try áp tắt thử đi. Ủa cái chiêu này á, nãy mình thử rất là đẹp nha các bạn. Ủa, nó tấn công 3 lần luôn. Nó khí tụ đang đi rồi xong nó tấn công người ta đó bạn ơi. Ôi, để mình kiếm thử quanh đây có em... Ui, cái em boss nè, mới nói xong luôn. Ôi, chỗ này có con gì đây? Ồ, đây là con Sigilip các bạn ơi. Đây là một Pokemon cũng hệ tinh linh khá là mạnh nha. Chắc mình sẽ chuyển với em Haxorus để mà cấu máu nó coi. Ui, mình đang đi vào vòng tại cái vùng sa mạc á, để mà kiếm mấy cái kim tự tháp. Ai ngờ gặp luôn cái em này luôn các bạn ơi. À, cũng rất là ngon lành nha. Chúng ta sẽ force sweep nó. Ok đó, còn 1 máu rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành bắt nó luôn nha các bạn ơi. À, em này thì bắt bằng Whitbone trước đi ha. Rồi, quả đầu tiên. Úi, chưa thành công luôn. Em này có bộ khá là khó bắt đây. À, chắc mình sẽ xài luôn mấy quả Pokéball cũng như là Ultra Ball thử nha các bạn. Mình có khá là nhiều ball mà, chắc phải tận dụng thôi. Ui, thành công luôn, phải ha, Pokéball thành công luôn bạn ơi. Ngon lành phải chữ luôn. Ok, để mình cùng coi cái em đó coi nè. Đó, để em bộ cái hiệu đó luôn. Ui, cái này máu cũng 120 luôn các bạn ơi. Ồ, nhìn rất là đẹp nha. Ui, nó như là mấy con Juno nó kết hợp lại vậy ta. Nhìn rất là phê các bạn ơi. Thôi, bây giờ chắc mình sẽ tiến hành cho nó vô lại trong đây đi ha. Để mình vẫn luyện cấp cho Aziel, UC cũng như là Mesprit nha các bạn ơi. Ủa, chỗ này có mấy em hà mã hả? Ui, con này sao to vãi chưởng hả? Đây là Hippopotamus bạn ơi. À, có con boss ở đây nè. Con Raveler. Ui, có cả mấy con Silicobra nữa. Ngon lành vậy. Đây, outset nó các bạn ơi. Ui, nó nổ tung chết queo luôn kìa. Ngon lành. À, đây còn có thêm mấy em kem rúp nữa. Ôi, mà kem rúp mình đã có rồi. Chỗ này có cái kim tự tháp mà mình xuống chưa ta? Để mình cùng kiểm tra coi nhé bạn ơi. Hình như mình đã đi xuống đây rồi thì phải. Ừ, đúng rồi nè. Phải chỉ gặp được mấy quả gửi spawn thì hãy biết mấy ha. Ui các bạn ơi, Hoopa nó đã xuất hiện rồi nè. Ôi ngon quá chưởng à. Mình đang đi kiếm cái kim tự tháp nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy cái nào luôn. Wow, rồi như con Hoopa này cái thức bự thì phải. Mình sẽ chuyển qua em Haxorus và cậu máu tiếp tục nha bạn ơi. Ui cũng ngon lành vậy chưởng luôn á. Hoopa này to thì sợ luôn, nó cũng to bằng mình đó bạn à. Đây mình sẽ force sweep đó nha. Ui không được. À, hình như em này nó có mang hệ bóng tối nữa bạn ơi, nên là không được rồi. Chúng ta sẽ xài luôn Whitbone thử coi. Ui, hên phải chữ luôn á. Tập ngày hôm nay xuất hiện được 2 em luôn. Ở và trời nó mưa luôn rồi kìa. Rồi mình vừa lấy em supply ra các bạn ơi. Hy vọng là có thể cấu máu được cái em Hoopa này nha. Xài chiêu gì đây? Nice Shack này thử coi. Ủa, 1 khúc máu luôn. Wow, chiêu này nó cũng hiệu ứng rất là đẹp lắm các bạn ơi. Đó, nửa cây máu các bạn. Ok, mình sẽ canh cho nó còn 1 xíu máu thôi. Ủa, cái gì vậy? Sấm sét các bạn ơi. Rồi, và một đoạn cuối cùng nữa nha. Ồ, ngon lành. Rồi, giờ mình sẽ chuyển qua lại em bộ môn khác đi. Để mà tiến hành quăng bon cho nó nha. Rồi, quả đầu tiên vẫn là Whitbone thôi các bạn ơi. Đó, giờ thì máu nó đã còn 1 xíu rồi. Chúng ta có thể thu phục nó một cách dễ dàng rồi các bạn à. Ui, nhưng mà vẫn không được luôn. À, trời tối nay mình sẽ xài luôn Dust Ball thử coi. Không biết có được không nữa. Đây, Dust Ball các bạn ơi. Ui, và... Yes! Ui, chỉ 2 quả ball thôi mà mình đã có được em Hoopa luôn rồi. Ui, cái gì mà dễ vậy? Đây các bạn ơi, Hoopa của chúng ta nè. Và nó có sẵn cho mình một cái Regen Bottle luôn. Ồ, ngon lành chưa. Đây, để mình coi kích thước nó nha các bạn ơi. Em này thì kích thước huge. Nhưng mà nó cộng Defense trừ Attack cũng được các bạn ơi. Có chiêu Phantom Force nè. Chiêu gì đây? Astonic. Được hai chiêu rồi. Mình sẽ unbound đó nha. Giải phóng sức mạnh thật sự của Hoopa nha các bạn ơi. Ồ, nhìn rất là xịn xò luôn. Trời ơi, đây rồi nè. Em Hoopa này mình có thể tận dụng để làm thuốc cưỡi được nha. Ui, em này gấp mình đi luôn các bạn ơi, chứ mình không có cưỡi lên lưng nó. Wow, đã với chữ luôn á. Hoopa unbound nha các bạn ơi. Wow, siêu xịn xò luôn. Chắc chúng ta sẽ lấy em Pokemon nào đó mạnh mẽ ra một xíu các bạn ơi. Cái này hơi bị yếu nè. Entei nè. Entei của mình mới cấp 72 rồi. Entei cũng được các bạn ơi. Đây, cho Entei ra chọn trước đi. Chúng ta có chiêu Eruption mà. Chiêu rất là mạnh luôn nha các bạn ơi. Rồi, cái chiêu Eruption này á, thì nó sẽ căng vào cái lượng máu của Pokemon nó sử dụng á. Và nó sẽ tiến hành thi triển nha các bạn. Nói chung là máu Pokemon càng cao á, thì là cái chiêu này càng mạnh đó các bạn ơi. Rồi, tiện đi lên đường luôn. Ui, meta luôn hả? Lava Lump đó các bạn. Wow, xịn xò thì liền. Để mình sẽ xài chiêu Sacrifice nha. Chiêu này thì chỉ có hai con Pokemon học được thôi, đó chính là Entei và con thứ hai đó chính là Ho-O thôi. Xịn vãi chữ luôn đó. Ok, xong đúng rồi. Bên đây có một cái con gì đây? Đây là Cacturn các bạn ơi. Em này thì cấp 50. Ui, cũng khá là mạnh đây. Mình sẽ bắt nó nha. Nó đang đấu nhau rồi. Nó đang đánh với con Shepin rồi các bạn ơi. Ủa các bạn ơi, bữa mình có giấu cái rương của cái ông Monster đây nè. Ui, sao giờ còn cái Redwood hả? Ông lấy đồ xuống hết rồi bạn ơi. Ôi, ông này sao không biết chỗ này hay vậy? Trời ơi, ai tiết lộ có cái rương trên trển vậy? Phải chịu mà. Thôi là mình giấu đường mới đồ nữa đó bạn ơi. Ngoài ra chúng ta còn có mấy cái hộp của ổng nữa nè. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi nha bạn ơi. Hôm nay mình rất là may mắn luôn khi mà đã bắt được em Hoopa nè. Và mình đã unbound cho nó luôn rồi nè. Em này thì muốn nó trở về cái hình dáng bình thường á, thì chúng ta phải đợi 3 ngày thả nó bên ngoài như thế này nè. Thì nó sẽ trở về cái hình dáng nhỏ nhỏ con nha bạn ơi. Và mình cũng đã hoàn thành xong cái bộ ba Aziel, UC cũng như là Mestric rồi. Chắc có thể là tập tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đi triệu hồi mấy em đấu sáng tạo nha bạn ơi. Toàn bộ là 3 em shadow hết luôn nha. UC, Aziel và Metric. Cái con UC này hình như cái thước nó nhỏ xíu các bạn ơi. Ôi, con này cái thước búp mi luôn. Ôi vãi à. Rồi, và thì mình cũng đã bắt được một em Pokemon hệ tâm linh khá là mạnh luôn đó, chính là Sigilip. Đó, em này không có thể cởi được. Em này hay xuất hiện ở trong cái tập Black and White đó bạn. Thì các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh mình nhé, và cái giúp mình gạch nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Với lại bình luận của bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.